Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Dạ, hôm nay em đang đứng trên lô đất ở Toàn Lạc ở xã Phú Hòa, huyện Ninh Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì lô đất em đang hôm nay em chuẩn bị quay cho quý anh chị xem là có tổng diện tích là 1.100 m². Sau mốt quý anh chị ha. Thì đất của mình thì có 100 m³. 100 m³ là 1.100 m², có 100 m³. Đất mình đây ạ. Thì đất của mình thì nó có mặt tiền chiều ngang của nó là 19 m7 quý anh chị ha. Từ đây tính 20 m đi ha. 20 m đi, nó như 20 m từ đây. Chạy dài lên đây. Chạy dài tới cái cột điện này, tới cái cổng này. Tới cổng luôn quý anh chị, hàng ranh có luôn rồi ha. Hàng ranh có luôn. Chiều sâu của nó là được 55 m quý anh chị. Chiều sâu 55 m. Chiều sâu 55 m, có 100 m thổ cư, đường bê tông. Khu dân cư có đèn đường. Nhà dân đây. Nhà dân hết rồi ha, có nhà dân san sát. Nhưng mà cái miếng đất mình được cái nó đẹp là nó có hai mặt tiền quý anh chị ha. Cái cổng này á, cái cổng này là đi vô nhà người ta. Đó, đi cổng đi vô người ta, đi vô nhà người ta. Là người ta sau lưng mình luôn á. Đất mình đây, đất mặt tiền đây là đi vô sau lưng mình là có nhà nữa ha. Em đang đi vô tới viên đất của mình đây. Thì cọc đã cắm hết rồi. Sau mốt phía sau đất mình có con suối nhỏ nha quý anh chị. Có con suối nhỏ đó. Em đang đi tới trong lô đất mình đó nha. Đó, cọc nó cắm hết rồi. Chủ đất nó cắm hết rồi. Cắm cặp ranh giới hết rồi. Hai mặt tiền quý anh chị. Bên đây đường hông to lắm nha. Đường hông cũng to lắm. Chung được cả hai mặt tiền đẹp. Mình sau này mình xây nhà, xây cửa rồi nó khoáng quý anh chị ha. Đó cái đường ha, đường vô nhà người ta nè. Đó, anh chị thấy đó, đó đường cho người ta. Một sào mốt thì nó quá lớn quý anh chị ha. Làm nhà vườn chơi vô tư ha. Có thổ cư rồi cũng xây về xây. Muốn xây nhà yến, muốn xây về xây nhà nghỉ khách sạn cũng được, nó quán nhậu cũng được nữa. Đó, phía sau có con suối. Bên kia là sau lưng mình là có nhà, đó nhà ta anh dâm lại đó, nhà ta người ta đi bằng con đường này vô quý anh chị ha, đường bên hông mình đó. Đó thì vô. Còn bên kia là cái khu công nghiệp nha, đó là khu công nghiệp. Xin lỗi nha. Công ty với công nghiệp là công nghiệp mà lớn quá. Cái này là công ty đang lát á quý anh chị. Thì cũng có 200-300 công nhân á. Công ty đó cũng 200-300 công nhân làm. Rồi sau lưng nhà dân đây ha. Có dân ở nhà sau lưng mình, sau lưng mình có dân. Dưới sau lưng mình đất mình có con suối, đốc rách ha. Con suối nè. Suối chảy xung quanh đất mình có con suối. À mát ha. Phong thủy ok. Sao có nước. Mà quý anh chị khỏi sợ lo thiếu nước ha. Đó nước đó. Làm vườn trồng cây, trồng rau sạch, trồng đồ khỏi sợ thiếu nước. Về đây làm con nhà. Trong ngoài trồng rau. Trồng đồ là không khỏi sợ thiếu nước. Sao mốc đất mà xây làm nhà, mình làm nhà rồi trồng rau thôi ăn mệt nghỉ. Quá đẹp trong một miếng đất. Từ vị trí đất của mình đi ra đường nhựa Phú Hòa Phú Lợi mình nha quý anh chị, ra đường nhựa lớn nó khoảng 200 m thôi nha quý anh chị. 200 m là tới đường nhựa lớn luôn nha, đúng 200 m là tới đường nhựa lớn. Rồi mình đi tới trung tâm hành chính, ủy ban nhân dân xã rồi khoảng chừng 300-400 m thôi. Là trường học cấp 1, cấp 2 á, 300-400 m là tới rồi. Rồi đi về điện máy xanh, bách xóa xanh, thế giới di động thì chắc cây số đồ lại thôi. Chợ này nọ, chùa, nhà thờ là khoảng 1 cây số lại thôi nha quý anh chị. Em có sai mô tả chính xác như vậy. Quý anh chị khỏi lo. Cứ về mà đồ điểm mình đi đo kịp tới kịp số rưỡi thì em bao cho quý anh chị tiền xăng tiền dầu ha. Em có sao mô tả vậy, đúng 1 cây số là tới những nơi cần tới nha. Chùa, nhà thờ, bách hóa xanh, điện máy xanh, thế giới di động, chợ các kiểu. Mặt tiền được gần 20 m, 19 m 7 19 m 7 19 m 6 vậy. Hậu dài 55 m, mình tính là mặt tiền mình 20 m đi. Hậu dài 55 m. Hai mặt tiền có 100 m²,
Từ vị trí đất của mình đi ra quốc lộ 20 là 6 km nha quý anh chị. Đi ra quốc lộ 20 là 6 km. Đi về thành phố Hồ Chí Minh là 110 km. Thành phố Hồ Chí Minh là 110 km. Đi về Đà Lạt là 180 km. Đất mình thuộc khu dân cư, có thổ cư, có đèn đường nông thôn sớm, nhà ở thì sang sát, gần xí nghiệp, gần cái chỗ xí nghiệp. Vậy là quá ok. Rồi em sẽ báo giá trên clip luôn cho quý anh chị xem luôn ha. Lô đất này chủ nhà đang kêu bán với giá là 1 tỷ 1 nha quý anh chị. 1 tỷ 1. 1 tỷ 1 là tương đương với 55 triệu đồng cho 1 mét ngang. 55 triệu đồng cho 1 mét ngang. Với giá là 1 tỷ 1. 55 triệu đồng cho 1 mét ngang. Cho miếng đất hai mặt tiền, có 100 thổ cư sau 1. 1 tỷ 1. Tính ra là 1 triệu đồng 1 mét vuông quý anh chị ơi. 1 triệu đồng cho 1 mét vuông ở đất thổ cư. Quý anh chị cô chú nhà đầu tư nào thích vị trí này thì cứ alo cho em. Các bạn qua Zalo cho em sẽ gửi sổ cho quý anh chị với cô chú nhà đầu tư xem ha. Quý anh chị mà thích lô đất này thì xì cái alo cho em về em dắt anh chị tới chủ nhà nói chuyện trực tiếp xem có thương lượng được đồng nào nữa hay không. Hiện tại thì chủ nhà báo em lần 1 tỷ 1, bao giấy tờ. Rồi em xin kết thúc clip ở đây. Kính chúc quý cô chú, quý anh chị, quý nhà đầu tư có một ngày làm việc vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thật nhiều hạnh phúc. Em xin chào. Quý anh chị, cô chú thấy kênh em hay thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Rồi đăng ký, một lượt like, đăng ký, một lượt theo dõi. Để em có động lực, em đi quay nhiều clip về giá trị đất đai có giá trị khác nhau. Sau nhiều quý anh chị xem, người thì thích đất xào, thì người thích đất nền, người thích đất mẫu, người thích view đẹp, thì quý anh chị hãy like cho em, đăng ký kênh cho em, chia sẻ rộng rãi lên cho em có động lực ha. Em đi quay nhiều vị trí khác nhau nữa ha, cho quý anh chị xem. Rồi em xin kết thúc clip đây.